Sau hai ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương, chiều ngày 28 tháng 3, hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã hoàn thành kế hoạch và thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính tỉnh Tây Ninh có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy và hơn 500 cán bộ cốt cán trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Nghe đồng chí Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Sáng cùng ngày 28 tháng 3, đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ triển khai chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm từ năm 2021 đến năm 2025. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị ngay sau hội nghị, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, vượt qua thách thức, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống trong quá trình tuyên truyền cần quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí thường trực ban bí thư võ văn thưởng những quan điểm lớn nội dung cơ bản cốt lõi đã được các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước phổ biến tại hội nghị qua đó quán triệt đầy đủ nội dung xuống tầng cơ sở cán bộ đảng viên nhân dân trong từng lĩnh vực ngành địa phương cần lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp chuyên sâu cần đa dạng các phương thức tuyên truyền để đồng bào ta trong nước và nước ngoài thấm nhuần nội dung nghị quyết Quá trình tuyên truyền cần định hướng dư luận xã hội với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, xây là chính. Ban tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu đẩy mạnh việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, nội dung nghị quyết đại hội 13 đại hội đảng các cấp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập, thực hiện nghị quyết, phấn đấu đến cuối tháng 6 năm 2021 phải hoàn thành việc quán triệt nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, đảm bảo hiệu quả, khả thi.